Ơi, xin chào các bạn ha. Bên tay mình là Voltronic Latium XM. Thì cái chai này mình nhận được từ bên Express Center. Họ nhập cái chai này mới và họ gửi cho mình tổng cộng là 4 chai. Đây các bạn, 4 chai. Với yêu cầu là anh chạy thử coi là rồi cho em cái cảm nhận đánh giá nó như thế nào. Thì mình sắp đi tour, mình dự kiến thì mình sẽ thay nhớt cho chiếc này hai bình. Cái này là thay cả lọc cả nhớt luôn thì nó chỉ có 1.8 lít thôi, cho nên là mình sẽ xài hai bình, còn lại 0.2 lít thì cố gắng là sẽ cứ nếu mà nó ổn nha. Hiện giờ có một số anh em mình bảo là nó xào nhưng mà mình chưa chạy mình không biết, nhưng nếu mà nó ổn tức là mình sẽ đi nhớt thì thường là mình đi 4.000 cây mình mới thay. Nếu như mà trong quá trình chạy mà cái độ nó ổn thì mình sẽ cứ khoảng 1.000 cây vậy mình trích ra ít để mình test thử màu sắc rồi các thứ. Thực ra những cái cảm nhận này là cảm nhận bằng cái cảm quan, tức là mình nhìn thấy rồi mình so sánh thôi chứ còn không có đo được gì hết. Nhưng mà ok là cứ cố gắng như vậy, mà nếu như cái này nó còn không có thay thì có thể châm thêm trong quá trình mình đi. Rồi đó là cái hai chai này. Còn hai chai này thì để kiếm xe nhỏ bỏ vô, kiếm Exciter với lại Winner test thử hai cái chai nhỏ này. Modernic XM Express Center trên cái giá bán của họ ở đây đang là 450.000, tính ra thì mình thấy là giá này là cao so với những loại khác nhau. Không biết nếu hiệu quả đem lại tốt ok thì được. Bây giờ thì mình nói chuyện về cái trước mắt là về cái này trước ha. Thông tin đầu tiên thì để coi trên cái nhãn xe, trên cái nhãn này nè thì nó có nè Rantusimo Platinum 4T. Ở đây có cái Made in Germany luôn nè, về nhãn hiệu ha. Rồi phần còn lại thì thông tin mình đọc được thì các cái chuẩn thì ở đây là có ABI là SN, chuẩn Yaso là MA2, có Ester 4X. Thì đó là những cái thông tin trên cái hộp họ ghi như vậy. Thì cái cấp nhớt ở đây, cấp nhớt mà tương đương ở đây là 540 trên cái nhãn ha. Cái loại này không phải cái loại hồi trước mà họ quảng cáo là cái gì ta, biến thiên, cái này không biết, nhưng mà nó đang cấp nhất 540 thì xài với cái này ổn. Rồi đó là những cái thông tin mà mình có được từ trên cái hộp của cái này. Thì cái này, cái hộp này là bằng nhôm, ở đây là có nắp, có siêu nắp màu đỏ, có siêu đàng hoàng. Rồi đây mình mở thử ra coi, mở cái nắp luôn coi nó sao ha. Ở đây được đóng cái siêu này, đóng được giống như là của bên Motul á. Nếu các bạn nắm giật lên thì nó lên đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thay nhớt cho chiếc Z650 của mình. Chiếc này là 1.8, thay nhớt thay lọc luôn. Bây giờ xả nhớt ra rồi xả nhớt trong lọc luôn để cho nó hết, rồi sau đó thay. Thì ở đây mình thay cái nhọc lọc nhớt mới, ở đây mình thay luôn cái Hiplo Intro này, Hiplo Filtro. Lọc này là đây, trang web của nó là các bạn, giá cả thì nó cũng bằng như là KN thôi. Mã vẫn xài giống mã của thằng KN nè, mã 303. Cái lọc này dành cho dòng Kawasaki thì họ xài chung một mã hết. Rồi bây giờ mình xả nhớt ra các bạn. Việc thay nhớt thì đơn giản rồi ha, không có vấn đề gì phải nói nhiều ở cái việc thay nhớt này hết. Tức nát là cứ xả nhớt ra trước đi. Quay cận cái nhớt này. Dạ, đang quay sát luôn ha. Rồi nhớt này là cái màu nó nè các bạn, mình đi được nhớt này đi được tới 4.000 cây rồi. Chiếc xe của mình thì đang ở 36.000 cây số, chiếc 650 là 36.000 cây số. Thì thường là mình đi cái lọc thì 12.000 cây thay lần, cho nên mình cứ trung bình là cứ 4.000 cây mình thay nhớt một lần. Thì lần này là thay nhớt là thay lọc luôn. Cái xe này nó chỉ thay có 1.6 lít rồi, nên mình đang có chút xíu rồi, chảy xíu là nó muốn hết rồi đó. Giờ đá chống xuống dựng nghiêng cho nó tụt bớt, nó xả cái nhớt còn lại luôn. Cái này đợi chút xíu, nhớt thay thì cứ để nó xả càng sạch tốt là ha. Hy vọng là nếu mà để bạn ok thì mình cứ thử chạy cảm giác, rồi cứ sau 1.000 cây mình xả một chút ra mình kiểm tra thử cái Voltronic em ha. Lọc này đi 12.000 cây rồi, cho nên là xả luôn. Mấy chiếc sau này sẽ làm cái nhớt với cái lọc này cũng tương đối ổn. Mình thích nhất ở cái chiếc Z650 là làm cái này sướng lắm, nó không có mổ cày thiết kế riêng luôn, nên là cứ mở ra là nó chảy hơi im vậy là sạch sẽ thôi.
thay rất là dễ, không cần phải mở cái gì hết. Rồi đợi 5 phút các bạn nha, để cho nớt nó sạch sẽ hết rồi mình lắp vô. Rồi tiếp theo là mình sẽ vặn cái lọc này vô trước các bạn. Thì cái lọc này mình thấy nó có một lớp mỏng này nè, mình thấy không, ngay trên đây nè. À, theo cái hướng dẫn sử dụng, tức là làm đúng kỹ thuật á, là khi thay nhớt á mà thay cái lọc luôn á, thì mình sẽ pha một cái lớp mỏng nhớt lên trên cái viền này nè, để cho khi mình dặn lại á, nó bị nó không có bị xoắn cái này, chứ không có đổ vô đây ha. Trong một số cái clip mình thấy các bạn á là đổ thẳng cái này vô đây nè, vậy là không có đúng, không cần đổ nhớt vô cái lọc làm gì đó, mình chỉ là thấm cái này nè, thấm một cái lớp cho nó trơn cái khi mình vặn vô nó không có bị xoắn cái con cao su này thôi. Còn lúc mà mình đổ nhớt vô, mình đổ máy là tự động nhớt nó sẽ bơm lên cái lọc này liền, mình không có cần phải xử lý. Rồi cái lọc nhớt này cái lực nó rất là nhẹ, nó chỉ có 17 thôi. Lọc nhớt đừng dặn mạnh các bạn, nó có cái ron cao su đó, nó không có bị xì nhớt đâu mà sợ, cho nên là mình dặn đúng cái thông số của nhà sản xuất họ yêu cầu là chỉ có 17 thôi. Đây là cái cần lực ha, mình dặn đúng 17. Yeah. Rồi, được rồi nè các bạn, nó kêu cục cục nè. Rồi ok, lọc nhớt là chỉ cần dạng như vậy thôi. Bên cái con ốc nhớt thì nó xài là 30. Khi thay nhớt, các bạn lưu ý là này nó có cái lồng đền nha các bạn, miếng nhôm này nè. Nếu mà rất nhiều dễ bị quên lắm, nó rớt xuống với cái thay nhớt mà không chú ý, mình dặn vô á là nó sẽ xì nhớt liền. Cho nên là mình nhớt. Và cái này nó cũng vừa thôi, nó có lồng đền nhôm rồi, tức là cái nó giống như cái ron vậy đó, mình không cần dặn chặt, mình chỉ dặn đúng lực thôi. Ở cái ốc nhớt của chiếc này là 32, mình dặn đúng lực là được, dặn nhiều quá các bạn dặn quá đứt luôn cái lốc luôn nè, nó kêu là được rồi nè, nó qua rồi đó. Ok, vậy là xong. Vậy khó đổ các bạn, nãy mình đổ nó bị chảy rồi đó, cho nên là cái này bắt buộc là phải xài cái kiểu mới đổ được, mà đổ dứt khoát luôn nó mới xuống được. Màu thì mình thấy nó đẹp á, không biết chất lượng là như thế nào thôi. Giờ vấn đề khó khăn là làm sao đo được không có thai còn lại nè, vì mình đổ chỉ có lít 8 thôi. Cái lon nhớt bằng thiết này nó không có cái gì để canh được hết. Ví dụ như mình đổ những cái chai khác bằng nhựa, nó có một cái phần nhựa trong á, là mình cho mình thấy được là ở cái mức nào. Còn cái này là không thấy luôn. Trong cái nắp này nó còn chứa nhiều vậy, dốc ngược nhờ lắc lắc nó vẫn ra vậy. Ồ, nó có cái vắt trong này nè các bạn. Nó có cái vắt không? Cái này mà đổ mà ào qua giật lên xuống là nó còn lại một cả, chắc cũng được nhiều nhiều á. Rồi, hết rồi. Tiếp tục chai thứ hai. Giờ để coi. Cái này có 100 ml nè. Lấy cái thôi được rồi, lấy cái đó cũng được. Rồi giờ để lấy lại 200 ml trước. Chơi khó như trời. Ok, uống bia nhiều quá đó, chuẩn gớm. Rồi cứ cho vô đây cất lại nha. Tiếp tục 100 nữa, mình xài có lít 8 thôi. Nếu mà hồi nữa mà nó thiếu hoặc nó đủ, nó thiếu thì mình chăm thêm, còn mình cứ lấy đúng lít 8 mình đổ vô trước. Rồi tiếp tục 1.8 nữa vô trong cái xe này.
màu đẹp á chứ. Còn dưới lưng hôm nay vậy. Ok. Nhìn thì vẫn còn thấy ít ít trong này, nhưng mà nó bị dướng cái nắp không ra được. Để đi, tính đường chiếc sau. Bây giờ đậy nắp cái nắp nhớt lại. Cái nắp nhớt này á các bạn, nó thiết kế như vậy là để vặn tay nha, có cái đồng cao su luôn nè, nên các bạn chỉ cần vặn tay vô thôi. Nhiều người là dùng kềm để vặn, nó cần thiết, nó khó buồn lắm, nó nóng nó giãn ra, chạy xe nó nóng nó giãn ra, nó hít cái cao su vô, không có buồn lắm. Lúc vặn qua cứng quá thì dùng kềm để còn vặn vào, chứ còn vặn tay vừa đủ lực là được. Rồi. Giờ dựng xe thẳng lên coi xem coi là nó có mất nhớt nó tới đâu ha. Nhìn trong rồi các bạn, đó. Nó đang, mình đang dựng thẳng xe thì nó lên hơi cao một tí, nhưng thật ra không có cao đâu nha. Bây giờ đổ nhớt vô xong, mình sẽ nổ máy tầm khoảng 2 phút cho nhớt nó bơm lên lại hết trên mấy cái lốc. Rồi sau đó tắt máy, đợi chút xíu nữa rồi mình dựng ngang nó qua để các bạn coi là nó mất tới đâu ha. Chiếc này lớp 8 là đúng chuẩn luôn á. Máy coi ô đô luôn cho các bạn coi nha. Mình mở công tắc nè. Đây, chiếc này của mình đang đi được 36.111 rồi nè các bạn. Đó, giờ này đang là 3 giờ 57 phút chiều ha. Có phụ vụ âm nhạc cho các bạn nghe luôn. Rồi nổ máy lên ha. Đây, quay tiếng máy luôn cho các bạn coi nè. À, chiếc này 36.000, cảm nhận của mình là ok, ok, nó vẫn như những cái loại mình ngon là mình xài trước giờ thôi. Tiếng máy này, cái tiếng cam nó các bạn, nó êm một chút xíu, nhưng mà chạy mới biết được. Rồi, cảm quan ban đầu là vậy nha các bạn. Rồi, nhẹ lên chút xíu để cho nhớt nó bơm lên nha. Đó, bạn thấy không, máy nó nổ là mình nhớt nó đút hết trơn rồi nè. Rồi, để cho nó nổ chút xíu nữa. Rồi, mình sẽ tắt máy. Rồi, mình kiểm tra lại mực nhớt nữa thôi. Rồi trong quá trình chạy thì còn phải hơn 10 ngày nữa mình mới đi tour, thì mình sẽ chạy luôn chiếc xe này đi làm hàng ngày và kiểm tra luôn. Nếu mà nó ổn ok thì mình sẽ lấy nó đi tour luôn và sau đó mình sẽ test từ từ. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chắc chắn là sẽ có một video về cái hệ thống đèn của mình trên xe nè. Đây, đèn này là đèn cos nha các bạn. Nó có cái gương cầu để nó giữ cái được ánh sáng rất là đẹp nè. Trên này là hai cái L6X để pha nè. Có cái kèn sò ở dưới luôn nè các bạn. Đó, rồi sử dụng hệ thống công tắc rồi riêng hết. Quay nhá hàng cái thấy nha. Rồi đèn đang nổ nè. Ở đây đang đèn pha có zin nè. Này pha zin có zin nè các bạn. Đó, pha zin có zin. Công tắc này nó hư rồi. Đây cái kèn nè các bạn. Rồi. Kèn hơi nè. Đèn có, bạn thấy nó pha cái góc không? Đó, cái góc nè. À, nó chỉ là còn cái góc rất là nhỏ thôi, cái đèn cos của mình á. Rồi tới thì sẽ có một cái clip chi tiết về cái hệ thống điện trên xe mình nha. Giờ tắt máy để chừng chút xíu nó canh lại nhớt. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ subscribe kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ ra liên tục những video về cái nhớt Winronix này để đúng bản chất của một cái video đánh giá nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn và chào tạm biệt các bạn.